À, chào anh em đang xem miền Tây Solar. Bữa nay là trưa, trưa ngày mình còn rảnh được chút xíu anh em. Trưa ngày thứ năm ngày 4 tháng 1 2023 thì mình sắp lên đường đi gác thi học kỳ 1 cho các em, các em học sinh. Thì mình còn rảnh chút xíu mình quay tâm sự anh em cái đoạn video này. À, đây cũng là rất là nhiều cái hơi lộn xộn ở trong cái lúc mình mua bán ha gọi là hơi lộn xộn à, đầu tiên à, nếu anh em mà lắp những hệ năng lượng mặt trời độc lập mà anh em dùng cái con BVKM BVKM mà đại diện là con SUA sure này thì con SUA sure này nó cũng như những cái con BVKM khác nó có những cái tính chất giống nhau à, mà một số con BVKM thì có tính chất khác thì mình không nói nha nhưng mà những cái con mà giống con này à, ở cái chỗ là bây giờ đưa hệ 12 vào có nghĩa là ác quy hệ 12 thì con này nó nhận uh, tấm pin từ 25V trở xuống. Còn uh, đưa ác quy hệ 24 thì uh, con này nó nhận uh, tấm pin từ 25 cho tới uh, 50V. Vì lý do đó cho nên nó gây uh, khá là nhiều cái trục trặc khi anh em lắp. Uh, mình bán uh, nhiều khi mình cũng không để ý mình bán sai cho anh em. Uh, nếu anh em dùng mbbt mà cụ thể là ELEJOY hay là sạc mạnh quân hay là thần thánh gì đó thì không thành vấn đề nha không có không có thành vấn đề à, những cái sản bbt thì sao cũng được ha mbbt thì sao cũng được còn ý mình nói ở đây là bbkm nha cụ thể là con này thì bây giờ cái tấm pin 100w à, 100w của hãng lưu 100w của hãng Lu xanh mình đang bán chín trăm rưỡi bao ship nè hàng này là hàng chất lượng mọi người nó có vỏ đàng hoàng có đầy đủ các cái à, thông số nói chung là nhìn cái tấm pin bỏ trong cái vỏ thì Uh, nó khá là hoành tráng Khi mình gói anh em cho anh em Mình uh, có thể gói kèm cái giỏ đó cho anh em Hoặc là mình bỏ cái giỏ đó lại Mình sẽ tạo ra một cái hộp mới uh, Cho nó chắc chắn hơn Tại vì cái giỏ này nó hơi mỏng Với lại nó hơi nhỏ Cho nên người ta không có chèn mốt vào đây được Khi mình chèn mốt thì tấm pin nó mập ra Cho nên là chúng ta có thể bỏ cái vỏ này lại Và làm một cái giỏ mới xinh uh, sò hơn Dày dặn hơn Thì tấm pin đây Là tấm pin 100W Của Blue Sun Được anh em mua rất là nhiều uh, Nhưng mà cái cái vôn của nó từ 22 cho tới là là 28 vôn anh em chú ý cái chỗ 28 vôn từ 22 tới 28 vôn 28 vôn mà anh em đưa vô cái con xua này thì nó nhận cái hệ 24 chứ không phải là hệ 12 cho nên đối với tấm 100 w của Blue Sun này 100 w của Blue Sun này anh em sạc MBT thì không thành vấn đề nha nhưng mà sạc BVKM mà đại diện là cái xua này cái xua này thì sẽ sạc cho hệ bình 24 nha 24 vậy thì thời điểm hiện tại uh, vì lý do trục trặc đó cho nên mình mới kéo về một đống pin này một đống pin này ớt 120w ớt uh, hai 120w hiện tại mình bán rất là rẻ luôn chỉ có một triệu thôi mình bao ship luôn 120w nha một triệu bao ship luôn ở uh, tấm 120w ớt solar một triệu em bao ship luôn uh, em bán để bù vô cái khoảng trống của cái tấm pin lúc nãy uh, nó thiếu sót đó là gì tấm này 120W nhưng mà áp của nó là áp 20V áp từ 18 tới 22V à, 18 tới 22V thì chúng ta kể như là là 20V và với cái áp 20V này anh em đưa vô con sạc suơ này thì nó sẽ nhận cái hệ ác quy là là 12 vậy thì giờ em chốt lại nè em chốt lại anh em muốn sạc cho hệ 12 thì anh em lấy giúp em cái tấm 120W Ô sola này em bán 1 triệu em bao ship. Còn anh em muốn sạc cho hệ 24. Hệ 24 thì anh em lấy tấm Luxon này. ở ờ, tấm Luxon này. Giá em bán 950 bao ship. Tấm này 800W nha, còn tấm kia là tấm đằng kia là tấm uh, 120W. Đó. Nói về con sạc sure bên em ha thì chúng ta như vậy. ở ờ, đối với tấm 120W đó thì sạc cho hệ 12. Còn tấm 100W của Luxon này thì sạc cho hệ 24 đó thì uh, có một chút tâm sự với anh em tại vì nhiều người muốn xài cái phân khúc tấm pin 100W uh, 100W lấy tấm lưu xanh đó sạc cái hệ 12 đâu có sạc được đâu uh, cho nên em mới kéo một lô 120W đó về để thay thế cho tấm 100W để anh em sạc cho hệ 12 và tấm lưu xanh đó sẽ đưa lên sạc cho hệ 24 nha em nhắc tới nhắc lui cho mọi người hiểu ở uh, còn vì những phần tấm pin 160 170 hay là 200 thì nó anh em biết rồi cái đó thì anh em quá rành rồi ở đây em nói phân khúc là tấm pin 100W thì uh, hiện tại em đang câu tấm 120W nè đó vô vô nè vô ha rồi sạc cho đưa vô con sùa nè đưa con suơ vàng đi ra cái bình uh, 12V bình 12V cung cấp điện cho cái con kích ngàn sáu kích ngàn sáu cung cấp cho cái quạt của em và hiện tại hệ thống của em chạy nãy giờ mấy tiếng hồ này, đầy đủ điện để chạy nha tắm 120W và nuôi quạt 45W đầy đủ điện để chạy chạy thoải mái chạy vô tư đại thì anh em muốn nó ổn định hơn nữa thì anh em đầu tư hai ba cái bình này nè để nó trữ điện lại Đó, nó chạy sẽ vô tư hơn đấy thì em nhắc lại với con sạc suơ mà anh em muốn lấy về để sạc cho hệ 12 mà anh em muốn cái phân khúc tấm pin là 100W thì anh em lấy hai này giúp em hai này giúp em ha 820 mà bữa nay em bán còn có 1 triệu thôi em bao ship luôn Cũng như em bán cho anh em 900 000 gì Công gói với lại uh, mốt shop với lại phía uh, phí vận chuyển nó mới ra 1 triệu nè Tấm pin này tính ra em gói bán cho anh em có 900 000 thôi Đó, Tấm pin uh, Ursula 120W 900 000 ha Luôn phí vận chuyển luôn công gói mốt shop ra 1 triệu Đấy về anh em uh, kết hợp với con Sewer này Anh em sẽ xài cho hệ um, Hệ uh, 12 Đó còn đối với tấm Blue Sun này thì mọi người sẽ kết hợp với hệ 24. Vậy thì nhiều anh em á, là hỏi mình á, là bây giờ ở nhà tôi có tấm 100W rồi. Giờ anh kêu lấy tấm 120 về gắn vô nó có phù hợp không? Thì nó phù hợp nha mọi người. Tại cái vuông nó giống nhau. Tấm 100W ở nhà anh em có sẵn á, áp thấp. Á, và cái tấm 120W áp thấp này nè là cái vuông nó giống nhau. Cái vô nó giống nhau ta mắc song song vào thì ampe nó được, sẽ được cộng lên. Không ảnh hưởng gì hết. À, anh em nhớ là cái vôn giống nhau là mắc song song với nhau, âm sẽ được cộng lại, Đấy cho nên không ảnh hưởng gì hết, không mất năng suất gì hết à, và sử dụng một cách bình thường. ha à, anh em mà mà đang muốn dùng cái phân khúc tấm pin trong quá thì à, à, coi cái video này để không có bị nhầm lẫn nha anh em. À, mốt shop mình chuẩn bị để gói hàng cho anh em nè, gió nó bay à, tứ tung, tứ nó rất là nhẹ cho nên là gió nó đi, ha gió nó đi. đấy thì um, À, với một cái hệ à, nhỏ như thế này chúng ta có thể là à, lắp trên ghe trên tàu trên xe chồi hay là nóc nhà tắm hay là nóc nhà giữ nghêu giữ sò hay là trên phum sóc rẫy hay là giường nuôi tôm hay là ao nuôi cá đó ở nơi độc lập với điện lưới hay là chúng ta gắn vào những con xanh đó là ok hết nha đấy cứ thế mà chúng ta sử dụng thôi nếu chúng ta có nhiều tấm trăm quá ta kết nối lại chúng ta vẫn chạy inverter được nha vẫn chạy inverter bình thường đó, sạc con, con sewer này Sạc rất là chuẩn chỉ nha anh em Hiện tại nó đang sạc vô là Là 4A 4, mấy A Nó có thể sạc hơn 4, mấy A đó Nhưng mà tại vì cái quạt này nó ăn có nhiêu đó thôi Cái bình thì nó đầy nãy giờ mất rồi Ở cái quạt ăn nhiêu thì nó sẽ sạc bao nhiêu 44 à Hồi tới đây em kết thúc video nha Em hẹn gặp mọi người ở những video lần sau Đam mê mua hàng thì hãy liên hệ em Đó, Thì uh, mọi người Đang muốn phân khúc cái tấm pin 100W Mà áp thấp Mà để sạc cho hệ 12 thì lấy tấm 120 giúp em Đó. Còn hệ 24 thì lấy tấm 100 uh, của solar này giúp em ha Để sạc cho hệ 24 Thôi em xin chào mọi người Em hẹn gặp mọi người những video lần sau nhé.